Vâng. Trong cái trường hợp mà trong hệ thống mình có cái thiết bị phát wifi á, thì mình chọn kết nối wifi cho nó nhanh. Rồi, bắt đầu. Thì mặc định á, cái hệ thống mà Re á, khi mà kết nối xong á, mà nó có nền. Cái hệ thống mà nó có cái thiết bị như là router này, switch này, xong IP á, nó đầy đủ các cái thiết bị như vậy ạ, thì nó sẽ tự phát ra một cái sóng wifi. Tự phát ra một cái sóng wifi có tên là A còng ru gì gạch M này, kèm theo bốn ký tự này, thì bốn ký tự này là bốn cái ký tự cuối của địa chỉ MAC của con master ở trong hệ thống ấy. Và mình kết nối với cái sóng này, mặc định thì nó sẽ có mạng internet cho mình dùng luôn. Còn trong cái trường hợp mà mình phải quay PPPoE ở trong cái con trên con router á, thì lúc này mình sau đó thì nó sẽ mới có được kết nối với internet, bởi vì là đúng là mình phải quay được cái PPPoE trước thì mới có mạng. Rồi mình vào cấu hình này, điền các thông tin của dự án vào thôi. Mình điền cái tên dự án vào, ví dụ như dự án ở đây em lấy tạm tên là cái vali đi, rồi mật khẩu quản lý này, mật khẩu quản lý dự án này, ABCD1234. Chọn cái kịch bản này, mấy cái này chắc anh em là quen rồi. Cái phần này, bước này lát nữa cấu hình cổng quan sẽ em chỉ sau. Cài đặt tên wifi, tên là wifi, tên wifi đi, để mật khẩu mở đi cho nhanh, lưu lại, đổ xuống cấu hình xuống. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong được một hệ thống mạng và chúng ta có một cái mạng để sử dụng. Đây là cái mạng tên tên của mạng là wifi. Vậy thì đối với một cái hệ thống mạng của Re thì nó chỉ đây đây là tên wifi này, tên wifi là wifi luôn. Đối với một cái hệ thống mạng Re mình chỉ cần cấu hình như vậy là chúng ta có mạng để sử dụng rồi. Còn tiếp theo là một vài cái tính năng cài đặt ở trên con router ấy, thì mình thông thường là mình sẽ sử dụng đây này. Chúng ta có cái mạng tên là wifi để dùng rồi này. Thì đối với con router của Re, chúng ta muốn cấu hình thì thường chúng ta sẽ phải lên trên eWeb thì chúng ta sẽ được cấu hình, có nhiều cái tùy chọn cấu hình hơn. Thì phải đồng lại. Qua các bước làm như vừa rồi ạ, thì là chúng ta vừa có thể là vừa cấu hình xong một cái hệ thống mạng mà vừa gắn các thiết bị lên cloud để quản lý luôn. Nó khá là thuận tiện. Rồi bây giờ sẽ cùng vào trong cái giao diện. Đây là cái phần giao diện của Ruby Cloud ở trên web ạ. Thì ở đây có các loại dự án này. Vào trong cái phần tổng quan thì ở đây này, đây là các cái dự án mà em tạo. Thì muốn cấu hình cái dự án mà em vừa tạo là cái dự án Vali ạ, thì mình phải chọn đúng vào cái dự án Vali này. Sau đó thì mọi người có thể thấy là trong dự án này có hai con AP này, một con switch và một con router. Để cấu hình con router ấy, thì ở trong cái phần thiết bị này, cái bảng này, nó có phần có con gateway này, rồi chọn vào cái con gateway này, rồi vào cái eWeb của nó. Này chúng ta không cần nhất thiết là phải đây là cấu hình của cloud nhé, cho nên là chúng ta không không cần nhất thiết phải ở trong mạng LAN, chúng ta cấu hình từ xa cũng được. Nó sẽ mở cho chúng ta một cái tunnel để chúng ta có thể truy cập vào trong con gateway chúng ta cấu hình. Và đây là cái phần giao diện, đây là cái phần giao diện mới của cái sơ đồ. Đây là cái sơ đồ mạng này, mọi người nhìn nó trực quan thôi. Còn tiếp theo là vào cái phần gateway này, đây toàn bộ những cái phần cấu hình của gateway thì nó đều nằm ở đây hết.
chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt cho mọi người dễ theo dõi. Đây. Ở phần giao diện cái con gateway này thì nó, em có con gateway là con EG105GV2 ạ. Thì cái, ở cái phần tổng quan ấy, đi em đi từng phần một nhé. Ở cái phần tổng quan này thì chúng ta sẽ nhìn được một số các thông tin tổng quan của cái con router này, cái dung lượng bộ nhớ này, có số lượng thiết bị đang kết nối này, trạng thái là đang trực tuyến hay là đang ngoại tuyến. Trực tuyến là tức là nó online trên cloud thì nó là trực tuyến, còn trạng thái offline thì là nó ngoại tuyến. Thì chúng ta phải kiểm tra lại xem mà kết nối làm sao mà con router này nó chưa có kết nối mạng, nó chưa online trên cloud. Rồi ở bên dưới này nó sẽ có một số cái thông tin về sản phẩm, tên model, địa chỉ MAC các thứ, số series, phiên bản phần mềm. Rồi cái phần bên dưới này nó sẽ là một cái sơ đồ để mình nhìn vào mình có thể thấy được là các cái giải IP này. Bởi vì là em đang kết nối cái con router này với một con router bên trên đó, tức là nó còn một con ở bên uplink nữa. Nó cấp giải 1.1 cho nên là con router con 105G này nó đang nhận được IP ở giải 1.1 ở địa chỉ WAN. Rồi cái giải nội bộ thì nó là giải 110.1. Thì cái cổng nào nó màu xanh này, tức là cổng đang có kết nối. Và mọi người thấy luôn là cái tốc độ kết nối của nó. Đó. Cổng này cổng 100 này. Nhìn vào đây chúng ta cũng biết được cái tốc độ nhé. Tốc độ kết nối của cái cổng này đang là bao nhiêu. Ví dụ như là giả sử đi chúng ta cắm một cái con wifi vào trong cái cổng. Đối với cái con router này nó không cấp PPoE. Nhưng mà có con router nó cấp PPP, nó cấp PoE. Thì mình có thể nhìn vào cái tốc độ cổng này. Ví dụ như là chúng ta đăng ký một cái đường truyền mạng 400M chẳng hạn, mà cái con wifi chúng ta đo được rồi, cấu hình các thứ rồi, mà chúng ta cái tốc độ nó vẫn chỉ lên được khoảng chưa đến 100M, tức là 9 mấy M thôi ạ. Chúng ta cũng có thể vào đây để chúng ta kiểm tra xem là cái tốc độ của cái cổng này nó ghi là bao nhiêu. Nếu như mà cái tốc độ này nó ghi là 100M ấy, thì tức là cái lúc đấy chúng ta sẽ quay ra vấn đề về dây, xem nó vấn đề gì. Thông thường thì vấn đề về dây thôi. Dây mà nó ở đây nó chỉ hiện 100M thì đương nhiên là cái cổng bị giới hạn tốc độ 100M thì nó không thể nào lên quá 100M được. Còn ở đây cái cổng LAN này tốc độ là lên được 1000 này, thì có thể cái tốc độ nó sẽ lên được hơn 100M. Đó cũng là một cách mà chúng ta khoanh vùng, chúng ta kiểm tra khi mà con wifi chúng ta kết nối mạng mà cái tốc độ wifi chúng ta đo được lại không được đúng như cái thực tế. Đó phần tổng quan. Tiếp theo là phần thông tin cơ bản, thì cấu hình cái con này, con router thì thường là mình quay PPPoE. Thì cái PPPoE là cái tài khoản mà do chúng ta đăng ký với nhà mạng và nhà mạng sẽ cung cấp cho chúng ta. Thì để quay được con PPPoE ở trên cái con router này thì chúng ta phải, hoặc là cái đường truyền mạng chúng ta sẽ phải đăng ký với nhà mạng và chúng ta yêu cầu họ cấp cho chúng ta một cái bộ là bộ convert quang. Thì từ cái bộ convert quang đấy chúng ta sẽ cắm trực tiếp từ cái cổng WAN của con router này vào cái cổng đồng của con convert quang đó, rồi chúng ta sẽ tiến hành nhập thông tin tài khoản PPPoE vào đây. Cái tài khoản này là nhà mạng cấp cho chúng ta nữa. Chúng ta chỉ cần điền thông tin tài khoản nhà mạng cấp vào thôi là sẽ quay được thôi. Còn trong trường hợp mà hệ thống mạng của nhà khách hàng là hệ thống cũ ấy, là họ lấy cái con modem nhà mạng để vừa là quay PPPoE vừa phát wifi luôn ấy, thì chúng ta phải read mode cái con modem nhà mạng này đi. Read mode thì có thể chúng ta lên Google sẽ có một số tài liệu hướng dẫn chúng ta read mode. Còn trong trường hợp mà chúng ta không read mode được thì có thể là do nhà mạng họ có can thiệp vào trong cái con modem đó, thì chúng ta sẽ yêu cầu nhà mạng hỗ trợ chúng ta cái khâu bridge mode để chúng ta có thể quay được PPPoE ở trên cái con router của chúng ta để thiết bị của chúng ta làm chịu tải chính. Và một cái điểm nữa là đối với riêng nhà mạng Viettel
thì họ sẽ có một cái VLAN tag và VLAN tag 35 ạ. Thì chúng ta làm thế nào để chúng ta điền được cái VLAN tag 35 vào? Ngoài cái thông tin là điền tên người dùng, điền cái username và password mà cái tài khoản PPVM mà nhà mạng cấp cho chúng ta, thì ở ở bên dưới này ạ, nó sẽ có một cái mục này, thiết lập nâng cao. Mọi người ấn vào cái phần thiết lập nâng cao này, cái chỗ tag 802.1Q á, đó mọi người bật cái tag này lên, và VLAN tag ID mọi người điền VLAN tag ID 35 ở đây. Sau đó thì mình điền cái thông tin tài khoản vào, mình lưu lại là nó sẽ quay được. Riêng của cái nhà mạng Viettel thì nó có cái VLAN tag 35, thì chúng ta sẽ phải làm như vậy. Đó là phần cài đặt cổng WAN. Tương tự thì cái phần IP tĩnh cũng thế, có một số doanh nghiệp ạ, một số công ty họ đăng ký họ thuê cái đường truyền IP tĩnh của nhà mạng ạ. Thì mọi người có thể thường IP tĩnh là nó sẽ có một cái địa chỉ IP public cố định luôn. Mọi người cũng có thể điền luôn cái IP public của mình vào đây. Và không thì xin họ cái tài khoản PPVM chúng ta quay vào đây để lấy cái IP tĩnh nó cũng được. Rồi đối với con router của RE á, tức là mấy con EG105 rồi 210 á, là thường thì chúng ta sẽ được hỗ trợ. Ví dụ cái dòng EG105 này sẽ được hỗ trợ là hai cổng WAN, tối đa hai cổng WAN. Còn cái dòng mà EG210 thì hỗ trợ tối đa là bốn cổng WAN. Thì chúng ta có thể chọn vào để cấu hình hai cổng WAN á, để làm cân bằng tải á. Thì chúng ta sẽ phải đăng ký hai đường truyền của hai nhà mạng. Sau đó thì chúng ta sẽ quay PPVOE trên hai đường truyền của hai nhà mạng này. Quay PPVOE cũng tương tự, chúng ta điền các cái thông tin vào đây thôi. Ví dụ WAN 1 này là của WAN đăng ký đường của Viettel chẳng hạn. Rồi WAN 2 đăng ký đường của nhà mạng VNPT chẳng hạn. Chúng ta điền thông tin vào đây. Đó. Rồi chúng ta lưu lại để cho cái con router này nó sẽ quay và nó sẽ lấy được địa chỉ IP. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ cấu hình cân bằng tải trên hai đường WAN đó. Hai đường WAN thì nó sẽ có hai chế độ. Một là chính phụ, hai là cân bằng. Thì cái chế độ cân bằng là như thế nào? Cái chế độ cân bằng này thì mọi người có thể thấy ở đây ạ. Nó chia WAN tải trọng, WAN và WAN một tải trọng. Nếu như mà chúng ta đăng ký hai đường mạng mà cùng với tốc độ là 100 m thì chúng ta sẽ điền tỷ lệ là 1:1 vào đây, đúng không? Hoặc là một đăng ký một đường 100 m, một đường 200 m, chúng ta sẽ điền tỷ lệ 1:2 vào đây để cho cái dữ liệu chúng ta đi ra ấy, nó cân bằng. Cái này hơi khó giải thích thật. Nếu như mọi người đăng ký gói mạng bao nhiêu để ở chế độ cân bằng này, mọi người đăng ký gói mạng bao nhiêu thì chúng ta điền tương ứng với cái số số đó vào đây, để nó sẽ tự chia cái lưu lượng để nó chia để nó gửi dọc cái cổng WAN, thì chúng ta sẽ tận dụng được tối ưu. Lúc đấy chúng ta sẽ tận dụng được tối tối đa cái gói gói mạng mà chúng ta đăng ký. Ở đây ví dụ như là WAN 1 là 80 m chẳng hạn, WAN 2 là đăng ký lên 100 m. Chúng ta điền cái thông số đấy vào đây cũng được. Hoặc là điền theo cái tỷ lệ, ví dụ 80 chia 100 thì nó sẽ làm 4 năm chẳng hạn. Đó, thì lúc này sẽ tận dụng được tối đa cái phần băng thông mà chúng ta đăng ký với nhà mạng. Còn cái chế độ thứ hai là chính phụ. Đây. Thì là chúng ta sẽ này, ở đây cũng có một cái phần giải thích này. Tất cả các lưu lượng được định tuyến qua cổng chính, khi cổng chính lỗi, lưu lượng sẽ được chuyển ra cổng phụ, tức là tại một thời điểm nó sẽ chỉ sử dụng một cái cổng mà cổng chúng ta đặt làm cổng chính này thôi. Nó sẽ gửi dữ liệu qua cái cổng chính đó. Và khi nào mà cái cổng chính này nó bị lỗi á thì nó mới sử dụng cái cổng phụ. Thì trong cái trường hợp này nó mang tính dự phòng mà nhiều. Còn nó sẽ không tận dụng được hết cả hai băng thông của hai đường mạng mà chúng ta sử dụng. Thì tùy vào trong cái yêu cầu của khách hàng như thế nào thì chúng ta sẽ tư vấn khách hàng. Rồi đấy là phần WAN. Cái thứ hai là LAN. LAN hay là chúng ta tạo thêm các cái giải IP nữa. Ví dụ ở đây là đang mặc định chúng ta có giải là 110.1,
thì chúng ta cũng có thể tạo thêm các cái VLAN nữa. Ví dụ giải là 192.168.10.1 điện. VLAN ID ở VLAN 10. Đó, ok lưu lại. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo xong hai giải. Đây là nó là một hình thức để tạo thêm các cái giải mạng nữa thôi ạ. Chia VLAN ạ. Đó, thì sau khi mọi người chia VLAN vào đây thì cái phần chúng ta sẽ tiếp xuống ở cái phần VLAN cộng này. Thì mọi người có thể thấy là tại thời điểm này chúng ta đã có hai giải VLAN, một là VLAN mặc định là giải 110. Cái VLAN thứ hai là VLAN chấm 10. Thì giả sử khi là chúng ta cho cái giải mặc định này là giải cấp cho các thiết bị nội bộ và các cái giải chấm 10 này là cho Wi-Fi khách chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tạo ra cái tên Wi-Fi, đúng không? Chúng ta đã có cái giải giải IP này rồi, chúng ta đã tạo cái tên Wi-Fi sử dụng cái giải IP này để cấp cái IP giải chấm 10 này cho khách sử dụng. Đó. Thì chia VLAN, cái phần chia VLAN nó sẽ chính là nằm ở trong phần LAN này. Chúng ta có thể tạo tối đa 8 cái VLAN nhé. 8 giải IP. Rồi tiếp theo là cái phần quản lý ứng dụng đi. Đây là kiểm soát ứng dụng. Đây là cùng thêm vào xem nó là cái gì. Đây là cái phần chặn ứng dụng đó. Ở đây ví dụ như là chúng ta muốn chặn một giải IP nào đấy sử dụng cái mạng Facebook chẳng hạn. Đó. Đây, chúng ta chọn. Rồi, ok. Tạo thêm một cái group. Đây. Chúng ta sẽ ví dụ như là chúng ta chỉ chặn một cái giải IP thôi. 192.168.10.10 đến là 192.168.10.20. Đó. Chặn trong khoảng thời gian bao lâu? Đây, chặn từ 8 giờ cho đến 5 giờ chiều, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều đi. Ok, chặn một cái giải IP này không cho truy cập vào mạng Facebook. Đó. Rồi ok, lưu lại. Như vậy là chúng ta cấu hình sau cái phần tính năng chặn ứng dụng. Và cái tính năng này á, nó có một cái là các hãng khác thì cũng có thương hiệu có tính năng chặn ứng dụng này, nhưng mà chúng ta sẽ phải mua cái cập nhật liên tục, bởi vì là mọi người biết là các cái ứng dụng ví dụ Facebook hay là YouTube, ở đây chúng ta có thể chặn được cả YouTube đấy nhá. Ở đây ví dụ ghi là YouTube nữa này. Đó, YouTube này hay là TikTok mà. TikTok nữa này. Các cái ứng dụng này họ sẽ cập nhật liên tục, họ sẽ liên tục đưa ra các bản cập nhật. Cho nên là để mà chúng ta có thể chặn được thành công, chặn được tốt nhất á, thì là chúng ta sẽ phải cũng phải cập nhật liên tục theo cái quá trình cập nhật của ứng dụng. Và các thương hiệu khác á, thì họ sẽ yêu cầu chúng ta là sẽ phải mua, bỏ tiền ra mua kiểu dạng license á, để được cập nhật cái phần này liên tục. Nhưng mà đối với Bluezy, chúng ta đang được cập nhật cái này hoàn toàn miễn phí. Tức là chúng ta sử dụng cái này, chúng ta hiện tại chúng ta vẫn đang được sử dụng miễn phí ạ. Đó là một cái hay của cái phần tính năng mà Bluezy cung cấp cho người dùng ở cái phần chặn ứng dụng này. Rồi quản lý chặn trang web cũng vậy. Ở đây chúng ta sẽ ví dụ là cũng chặn một cái nhóm trang web, chặn cái giải 110.20. Cái này chúng ta quy hoạch nhé. Mọi người quy hoạch rồi chúng ta xem yêu cầu của khách hàng như thế nào, muốn chặn như thế nào, thì chúng ta sẽ cài đặt và chặn
theo cái yêu cầu của khách hàng. Vui lòng chọn thời gian cũng chặn từ 8 giờ đến 5 giờ chiều đi. Rồi, ở đây là chặn các web trò chơi này, web xem video này. Đó. Ok, lưu lại. Đó. Rồi tiếp tục là cái phần kiểm soát luồng. Kiểm soát luồng thì cái phần này á thì chúng ta sẽ có cái ví dụ như là đợt trước em có lấy á, là ví dụ trong hệ thống mạng của chúng ta có rất là nhiều thiết bị, mà vô tình tôi có một chiếc máy tính á, nó tải cái dữ liệu về, tải một cái file dữ liệu về và nó chiếm hết toàn bộ cái băng thông mạng ở trong hệ thống, và tất cả thiết bị khác khi mà sử dụng chung mạng với lại cái máy tính đang tải file kia, nó cái tốc độ nó sẽ bị chậm đi, hoặc là tệ hơn nữa thì sẽ không thể sử dụng được mạng internet. Thì khi này chúng ta sẽ khắc phục bằng cách là cái phần tính năng kiểm soát luồng này, nó bật cái tính năng kiểm soát luồng lên, và ở đây chúng ta điền cái băng thông nhà mạng mà chúng ta đăng ký, ví dụ như là chúng ta đăng ký đường truyền 100. Đó, chúng ta đăng ký một đường 100, đường truyền 100 chúng ta ghi 100 vào đây rồi lưu lại. Đó. Thì sau khi mà chúng ta lưu lại thì cái băng thông mạng 100 này nó sẽ chia đều cho tất cả các thiết bị ở trong hệ thống. Tại một cái thời điểm nào đó, ví dụ như là hệ thống mạng của chúng ta có 10 thiết bị chẳng hạn, thì 100 này sẽ chia ra 10, thì tối đa mỗi thiết bị sẽ được sử dụng là 10 mê. Đó. 20, tại một cái thời điểm mà hệ thống mạng của chúng ta có 20 thiết bị chẳng hạn, thì là 100 chia cho 20 thì là tối đa một thiết bị sẽ được 5 mê. Đó. Tiếp theo là cái phần tùy chỉnh theo chính sách này. Thì cái phần này nó sẽ là cho chúng ta cấu hình chuyên sâu hơn. Ví dụ ở đây ạ là chúng ta chỉ cấu hình chia đều băng thông cho các thiết bị thôi. Còn ở cái trong cái phần tùy chỉnh chính sách này, nó sẽ cho ta cài đặt nhiều hơn. Ví dụ như là ở trong cái hệ thống mạng của chúng ta có cái phần wifi khách điện, thì ví dụ thì mỗi mỗi thiết bị kết nối với mạng wifi khách chúng ta sẽ cho họ sử dụng tốc độ tối đa của 2 mê thôi chẳng hạn. Đó. Còn cái phần này nó sẽ chia đều, cái phần này nó sẽ chia đều cho tất cả các thiết bị này. Còn cái phần này nó sẽ cài đặt nâng cao hơn, cụ thể hơn. Ví dụ như là chúng ta sẽ cho đây là wifi khách. Đó. Tùy chỉnh một cái giải IP, cái giải IP là 192.168.10.2, 192.168 10.254. Đây là cái giải này, giải lát nữa em sẽ quy hoạch làm cái giải của cái khách. Thì cái phần này cái hoặc là chúng ta sẽ đăng ký đường độc lập này, và chúng ta điền cái tốc độ vào đây. Tốc độ tối đa ở đây là 2 mê chẳng hạn. Tức là mỗi thiết bị kết nối có nhận được cái giải IP này thì là cái tốc độ kết nối tối đa của nó chỉ đạt được là 2 mê thôi. Đó. Còn cái phần loại băng thông mà chia sẻ này, ví dụ cái wifi khách này, chúng ta chỉ cho tối đa cả cái wifi khách đấy sử dụng là 10 mê thôi, tức là 10 khách hàng hay là 20 khách hàng ấy. Thì đối với khách hàng mà đã kết nối với wifi khách, họ chỉ tổng tất cả các băng thông mình cho phép họ là 10 mê, thì chúng ta ấn vào cái phần chia sẻ này. Cái phần này nó dịch thuật nó hơi sai một chút đó. Thì nó ở tiếng Anh nó là share, chia sẻ đấy. Đã chia sẻ nó dịch hơi sai một chút đó. Đây 10 mê này, chúng ta điền 10 mê vào đây thôi. Thì chúng ta đã phân bổ được một cái lượng băng thông cố định cho cái phần các thiết bị sự kết nối với mạng wifi khách. Đó. Rồi ấn OK lưu lại thôi. Đó. Đó là phần kiểm soát luồng, tức là mình chia chia băng thông cho các nhóm đối tượng ấy. Rồi tiếp theo là hơi
cái bằng tải đúng cái phần Wi-Fi marketing đi. Rồi tiếp theo là nói đến cái phần Wi-Fi marketing đi. Ở đây em sẽ demo luôn cả ba hình thức Wi-Fi marketing nhé. Để sau này mọi người mà có cần á, mọi người xem lại video thì có cái hướng dẫn luôn. Wi-Fi marketing thì trước khi mà muốn tạo ra muốn có Wi-Fi marketing thì chúng ta sẽ phải tạo ra các cái tip portal á. Hay còn gọi là cái giao diện này. Đó chính là cái giao diện Wi-Fi marketing, chúng ta phải tạo cái giao diện này trước. Thì quay trở về cái phần dự án của chúng ta này. Chúng ta chọn cái vali này. Sau đó thì vào phần cấu hình. Chọn cái phần captive portal này. Rồi chúng ta thêm vào. Chúng ta tạo thêm một captive portal này, ví dụ ở đây là có em sẽ làm ba hình thức đầu này nhá. Cái SMS ấy, nếu như mọi người đăng ký cái tài khoản Trello ấy, thì mọi người cũng sẽ thu thập được cái thông tin số điện thoại của khách hàng khi mà họ xác thực. Còn bởi vì là trước em cũng có dùng thử nhưng mà dùng cái tài khoản đăng ký miễn phí thôi thì nó chỉ được một số điện thoại thôi, một số đầu tiên thôi. Thì là demo nó sẽ không không cụ thể lắm. Còn nếu như mà khách hàng họ có yêu cầu và họ cần sử dụng cái tài khoản Trello này ạ, thì lúc đó thì bên mình có thể liên hệ đến bên em để bên em hỗ trợ. Cái này one click đi. Mình tạo được cái one click đi. Rồi. Cái phần tùy chỉnh trang web này. Chúng ta cũng có thể. Ở đây em lấy cái link nhà an toàn.com. Cái phần này, cái phần post login URL này, tức là khi mà sau khi mà chúng ta xác thực xong ạ thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái đường link của trang web này. Thì trang web này đang là trang web của Ruzy Network, nhưng ví dụ như bây giờ em muốn sẽ post ra cái trang web của nhà an toàn chẳng hạn, paste nó vào đây. Rồi sau đó thì chúng ta có thể tùy chỉnh cái logo này, thay đổi logo, thay đổi cái phần giao diện này. Lấy tạm cái em lấy tạm cái logo của bên TTC này đi. Rồi thay đổi cái background này nữa. Ngôn ngữ thì chọn là tiếng Việt đi. Ok. Cái phần này là nhập một lần nhập. Đây là one click thì nó dịch ra nó hơi 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 sai chính hay, hơi sai nghĩa một chút. Thì chỗ này mình có thể sửa thành là nhấn để truy cập internet. Đó. Sau đó thì chúng ta cái phần này chúng ta cũng có thể đổi màu nhé. Cái phần bottom color này. Đổi thành cái màu màu một khác đi. Rồi cái chữ nữa. Đó, chúng ta có thể tùy chỉnh các màu sắc ở đây sao cho nó phù hợp. Và thông thường thì em thấy là khách hàng á, thì họ chỉ đổi màu với nút và thay và thay thế cái chữ ở đây thôi. Còn đọc background này, còn cái background này á, là họ sẽ thiết kế từ A từ đầu luôn, tức là khi mà up cái ảnh background lên là cái trang chào đã đẹp rồi đấy, thì đỡ chúng ta mất công chúng ta sẽ phải chỉnh ở trên này, bởi vì chỉnh ở trên này nó sẽ không tối, nó không đẹp bằng cái việc mà chúng ta thiết kế luôn cái mẫu background từ đầu. Ok luôn ạ. Rồi sau đó chúng ta vào cái gateway này.
Đã đổ đây lại, em làm chậm lại một chút nha. Cái phần chúng ta quay lại cái phần quản lý này, vào cái phần gateway này, rồi vào ấn vào cái số cái SN của gateway, rồi vào ấn vào cái phần config này, rồi vào cái phần cloud auto authentication này, chúng ta bật nó lên. Rồi ở đây là chúng ta sẽ điền cái giải IP mà chúng ta muốn cái mạng wifi của chúng ta khi mà phát ra đó là nó sẽ xác thực từ cái giải này. Em muốn nó xác thực ở cái giải 192.168.10.2 192.168.10.2.10.2 154. Đây là cái giải wifi khách. Cái phần seamless online này là mọi người thấy ở đây là một day, một week, một tháng này, một ngày, một tuần. Thì nếu mà chúng ta chọn cái phần seamless online này thì trong một ngày á là khách hàng của chúng ta chỉ cần xác thực một lần thôi là sẽ trong một ngày hôm đấy sẽ không phải xác thực nữa mà phải sang ngày hôm sau mới phải xác thực lại. Tương tự thì một tuần nó cũng vậy, là trong một tuần thì người đấy chỉ cần xác thực một lần thôi và sang tuần sau họ quay lại thì mới phải xác thực lại lần nữa. Còn đối với cái phần tính năng của wifi marketing này, thông thường thì chúng ta muốn khách hàng là cứ mỗi lần truy cập mạng là sẽ được pop ra một cái trang trang chào như vậy, thì chúng ta sẽ tắt cái này đi. Đó. Rồi chúng ta bật cái phần phát hiện thiết bị offline này lên này, rồi là chọn cái phần voucher này, rồi lưu lại. Rồi. Và có một cái nữa là từ nãy thì em chưa có cài cái mạng wifi nào mà nó sử dụng cái giải chấm 10 cả. Em mới chỉ tạo thêm một cái VLAN thôi. Mới tạo thêm một cái VLAN chấm 10 thôi. Mà bây giờ chúng ta muốn có cái mạng wifi chấm 10 ạ. Thì chúng ta sẽ phải tạo thêm một cái tên wifi nữa. Đây, vào cái phần wifi này. Vào phần mạng này. Vào phần wifi này. Vào phần wifi. Ở đây chúng ta có thể tạo thêm cái wifi ở trong phần danh sách wifi này, hoặc là chúng ta có thể tạo cái wifi khách ở đây. Đó. Mọi người tạo thêm ở đâu cũng được, ví dụ em tạo ở trong cái phần wifi khách này đi. Wifi khách. Rồi. Mở đi, không không cần mật khẩu. VLAN mặc định mình cho là VLAN 10 đi. Bởi vì cái giải VLAN 10 mình đang cấu hình để pop trang chào mà. Rồi. Rồi lưu lại. Rồi mình quay lại cái phần điện thoại. Em show lại cái phần cái hình nền điện thoại lên cho mọi người cùng cùng xem. Này. Đây em vừa mới tạo ra một cái wifi khách. Lo lại một chút này. Đó. Nó có một cái wifi khách ở đây. Mọi người ấn vào. Mọi người ấn vào. Đó, thì nó đã pop làm được một cái trang chào rồi. Đó. Cái trang chào này chúng ta vừa tạo đúng không? Rồi chúng ta ấn để kết nối, để truy cập internet này, ấn vào cái nút này. Đó. Sau đó thì nó sẽ pop ra một cái trang đường link, là cái trang web nhà an toàn. Em vừa mới điền cái đường link vào trong đây đấy ạ. À, đâu, nó ở trong cái phần
Đây, nó chính là cái đường link này, web nhà an toàn đây. Và nó pop ra được cái web nhà an toàn đây. Đó. Rồi tương tự để cài được cái trang Wi-Fi marketing bằng hình thức voucher thì mình sẽ phải chọn cái hình thức xác thực là hình thức voucher này. Mình bỏ cái hình thức non-tước này đi. Ở đây ví dụ tạo là voucher. Cái phần tên này mọi người đặt nhé. Rồi ở cái phần này em sẽ làm nhanh để mặc định hết thôi. Cái phần thông số này mọi người cũng đổi được tương tự ạ. Rồi. Ok. Nhưng mà cái phần voucher với cái phần upsell á nó khác với lại cái phần one click. Cái one click này là nó chỉ cần ấn cái nút là ấn vào để truy cập internet này thôi là có thể truy cập được mạng internet rồi. Nhưng mà cái phần voucher này nó sẽ phải nhập code và cái phần upsell nó sẽ phải nhập cái upsell vào. Thì chúng ta sẽ phải tạo thêm, chúng ta sẽ có thêm một cái bước nữa là tạo cái code và tạo cái upsell để chúng ta có thể lấy cái đó để chúng ta đăng nhập. Thì để tạo được cái account cũng ở trong cái phần xác thực này, chúng ta sẽ vào cái phần là quản lý user này, user management. Chúng ta tạo thêm cái nhóm, thêm cái nhóm ví dụ như ở đây là nhóm khách hàng ấy. Nhóm khách hàng này, thông tin về các cái phần này thì mọi người điền vào. Giá thì thường là quán cà phê ấy, họ sẽ sử dụng cái hình thức này thì chúng ta có thể điền cái giá vào đây. Còn không thì chúng ta thể trống cũng được. Một upsell, một cái code này dùng cho mấy thiết bị, một code này dùng cho hai thiết bị, một cái code này dùng cho một thiết bị. Thời gian sử dụng cái một cái code này là bao lâu? 1 tiếng, 30 phút, 2 tiếng, 1 ngày đó. Mọi người điền vào đây. Và chúng ta có thể custom đi. Cái custom cái khoảng thời gian chúng ta sử dụng cho nó phù hợp. Dữ liệu muốn bao nhiêu MB? Không giới hạn đi. Còn chúng ta muốn giới hạn cái băng thông mà một cái code này tối đa được sử dụng đó, thì chúng ta cũng chọn vào đây. Chọn ví dụ một khách này dùng 1 GB đi, cho người ta dùng 1 GB đó. Rồi ấn OK. Rồi sau khi mà có cái nhóm khách hàng này xong thì chúng ta sẽ vào lại cái phần voucher này. Vào ngay bên cạnh ấy thôi. Rồi chúng ta thêm các cái voucher, ví dụ thêm số lượng voucher in ra khoảng 100 cái thì 100 cái hoặc 50 cái đi chẳng hạn. 50 cái đi nhé. Rồi chúng ta chọn cái nhóm khách hàng, cái nhóm mà chúng ta vừa mới có dữ liệu rồi đấy. Rồi chúng ta OK. Đó, như vậy là chúng ta đã có cái code để cho chúng ta đưa cho khách hàng và để in các cái code này ra nè. Để in các cái code này ra thì chúng ta sẽ chọn các cái code này đó, xong rồi ấn in cái voucher này ra thì in ra chúng ta sẽ chọn các cái định dạng đó, cho nó phù hợp và chúng ta cũng có thể thay đổi các cái thông tin ở đây và chúng ta in ra thôi ạ. Rồi. Và bây giờ đến bước cuối cùng là chúng ta sẽ đẩy cái cấu hình voucher đấy xuống cho cái con router thì cũng làm tương tự với lại cái hình thức one click, nhưng bây giờ chúng ta chọn sang cái phần trang chào bằng voucher này thôi ạ. Rồi chúng ta lưu lại. Rồi. Nhưng mà mọi người để ý vừa nãy á, là em đã sử dụng cái thiết bị này, cái điện thoại này để truy cập vào cái mạng wifi khách rồi. Nó lại nó sẽ có ý mạng rồi. Nó sẽ chưa có mạng. Để mà xem lại một chút. Nó vẫn chưa có mạng. Chưa nhận IP. Chọn cái wifi khách này. Rồi, có mạng rồi đây. Rồi nhận được IP rồi. Rồi. Thì
Bởi vì là em vừa mới xác thực xong á, em vừa mới xác thực xong thì nó sẽ vẫn lưu cái phần xác thực của em ở trong cái phần này, cho nên là nếu như em có kết nối lại, như mọi người có thể thấy này, em bắt cái phần wifi này, em kết nối lại với phần wifi khác, nó cũng sẽ không bắt xác thực luôn. Mà bây giờ muốn nó hiện ra cái trang xác thực luôn á, thì chúng ta sẽ phải xóa cái xác thực vừa rồi đi, xóa cái log xác thực vừa rồi đi ạ, bằng cách là chúng ta sẽ vào lại cái con gateway này, chúng ta vào cái phần xác thực này đó, vào cái phần máy khách trực tuyến đó. Đây chính là cái máy của điện thoại của em vừa mới xác thực xong đó, vừa mới xác thực lúc 10 giờ 11 phút. Bây giờ xóa đi này đó, sau khi mà xóa đi xong kết nối lại vào cái phần trang wifi khách này đó, nó sẽ lập tức hiện ra cái trang xác thực tiếp theo rồi. Để mà xác thực thì mình cũng sẽ điền điền cái code này vào đây, ví dụ như ở đây là ECP I 3K đăng nhập. Đó, sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ pop ra cái link của web Ruzi Network, thì đây là cái đường link của trang web của Ruzi Network ở đây ạ. Tương tự với account chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta thêm một cái nhóm account giá này, chúng ta điền vào đây, mỗi cái account sẽ đăng nhập được một thiết bị. Ừ, 1 tiếng đi và không giới hạn đi, rồi 100 MB rồi, ok lưu lại. Em lấy ví dụ như vậy, vào cái phần account này chúng ta cũng sẽ thêm các cái account, ví dụ như chúng ta thêm từng cái account một vào đây ạ, thì chúng ta chọn là tạo cái account thôi, anh Nguyễn Văn Na này. Mật khẩu là 1234, nhóm account này rồi, ok. No. Còn thông thường á thì đối với cái hình hình đây, để em chia sẻ lại cái màn hình. Cái phần đó, thông thường đó, thì cái phần account này là sẽ tạo account cho rất là nhiều nhân viên. Tức là ví dụ một công ty có khoảng 50-100 nhân viên đó, thì cứ tạo lần lượt như thế này cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi mất thời gian. Thì có sẽ có một cái cách tạo nữa mà có thể là sử dụng, là cách nhập hàng loạt, thì bằng cách là chúng ta ấn vào cái phần này, import này, rồi chúng ta tải cái phần template này xuống và chúng ta điền thông tin vào cái phần template này. Ở đây cái phần template này tải xuống, và sau khi mà chúng ta điền xong thông tin đó, chúng ta nhập lên cũng được, thay vì chúng ta sẽ phải tạo từng cái một. Bởi vì là thông thường thì để tạo các account này là do các bạn nhân sự các bạn ấy tạo, đúng không? Thì các bạn nhân sự có thể các bạn ấy không quen với phần giao diện này, chúng ta có thể có một cái file đó thì cũng là coi như là cái file backup luôn, backup dữ liệu để cái phần thông tin account của nhân viên ở trong công ty đó. Rồi sau khi tạo xong account này cũng chúng ta cũng tạo thêm cái trang chào của account đi, account cái phần thông số này em không không thay đổi nhé. Mọi người cũng thay đổi tương tự như cái trang one click thôi, ok. Rồi chúng ta đẩy cái phần
cái phần này chúng ta lại chọn sang cái phần account này, lưu lại. Rồi bây giờ thì lại xóa cái liên kết vừa xác thực của cái phần trang trào đi, xóa cái máy này đi. Ok, rồi mình bắt lại wifi khách này. Bắt lại wifi khách này. Đó, nó sẽ pop ra cái phần giao diện account này. Chúng ta điền cái account vào đây. Nguyễn. Văn. À. Mật khẩu là 1, 2, 3, 4. Đăng nhập. Đó, đó cũng sẽ pop ra cái trang chào này. Đó, như vậy là được. Đó là ba cách cách cấu hình của ba cái phần xác thực Wi-Fi marketing. Đó. Rồi tiếp theo là cái phần ở trong cái phần hệ thống mạng. Trong cái phần hệ thống mạng chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng nó sẽ cũng hoạt động trơn tru, nó cũng hoạt động đúng theo ý muốn, và trong quá trình sử dụng nó sẽ có phát sinh ra các vấn đề khác nhau và yêu cầu chúng ta cần phải khắc phục và xử lý cho khách hàng ạ. Thì ở trong cái phần này cũng sẽ có cho chúng ta một số công cụ để chẩn đoán, ví dụ như kiểm tra mạng này. Ở trong phần chẩn đoán này, phần kiểm tra mạng, mọi người ấn bắt đầu này, nó sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống mạng xem là nó đang có vấn đề gì không, và nếu có vấn đề ở đâu thì nó sẽ báo cho chúng ta ở đó. Ở đây mọi người ấn vào kiểm tra thôi. Một số cái công cụ để chúng ta có thể kiểm tra nhanh và cũng như là để khoanh vùng vào cái phạm vi lỗi để chúng ta tập trung và chúng ta tìm phương án xử lý cho cái lỗi ở cái khu vực đó. Thì chúng ta không phải đi lan man, chúng ta kiểm tra nhiều. Đối với cái hệ thống mạng lớn á, mà chúng ta phải kiểm tra không khoanh vùng được là chúng ta kiểm tra cũng tương đối là vất vả. Đó, sau khi kiểm tra 100% xong này. Đó, báo tích xanh đều tốt hết này. Không có vấn đề gì. Đó. Công cụ mạng. Công cụ mạng này thì cũng giúp chúng ta, ví dụ như là trong một số trường hợp mà thiết bị chúng ta hoạt động bình thường nhưng mà ping không được ạ, thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ này, nhưng mà ping lên Google chẳng hạn, hoặc là chúng ta cũng có thể từ với con router này ở trong hệ thống mạng, ví dụ có con AP chẳng hạn, mà nó mặc dù phát wifi rồi, từ cái wifi nó thiết bị có thể ví dụ điện thoại có thể bắt wifi của con access point nó phát ra, nhưng mà cái con access point nó vẫn vẫn không online được ở trên cloud đó, thì chúng ta có thể dùng cái công cụ ping này, ping từ con router xuống cái con IP, xem cái IP của nó có vấn đề gì không, xem nó có thông không đó. Hay thậm chí là các con camera, con cam EZ, cam wifi ấy, thì nhiều lúc là nó không không online, mặc dù là chúng không online, nó bị offline ấy, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái công cụ này, chúng ta ping từ con router xuống cái con cam, bởi vì con cam sẽ không hỗ trợ các công cụ này để kiểm tra xem nó có kết nối được mạng internet hay không, mà chúng ta chỉ biết nó báo offline thôi. Thì cái việc của cái hệ thống mạng của chúng ta là bây giờ chúng ta sẽ ping lại từ cái con router này xuống con cam xem nó có thông không, và nếu như là ping thông thì tức là kết nối từ con cam đến cái con router nó đã là xong rồi, còn việc còn lại đó chỉ là cái việc là có thể là cái server của con cam nó có vấn đề để làm cho cái con cam nó offline, chứ không phải là do cái hệ thống mạng của chúng ta phát wifi ra mà con cam không bắt được. Đó. Đó. Còn cái phần hệ thống này chúng ta có thể khởi động lại này, rồi nâng cấp, đặt lịch nâng cấp thế thôi. Thì đối với cái hệ thống mạng của Ruzy và Ri, bởi vì là hệ thống mạng mà cho nên là chúng ta cần phải cập nhật liên tục,
để có thể vừa có thể là vá lỗi, vừa có thể là cập nhật thêm các cái tính năng mới, và cũng là để đảm bảo cho cái việc hoạt động trơn tru ấy. Cho nên là khi mà cái hệ thống mạng của chúng ta, các thiết bị báo có bản firmware mới thì mọi người cũng nên cập nhật lên luôn để chúng ta có một cái hệ thống mạng ổn định chúng ta sử dụng. Hoặc là chúng ta có thể đặt lịch cập nhật vào ban đêm ấy, khoảng tầm 12 giờ đêm ấy, thì lúc đấy không còn ai sử dụng mạng nữa thì chúng ta có thể đặt lịch để cho hệ thống sẽ tự động cập nhật cho chúng ta. Đó là về cân bằng tải. Rồi bây giờ nói về thiết bị wifi đi. Để cài đặt wifi thì chúng ta vào đây, vào cái phần mạng này, vào cái phần mạng này thì chúng ta sẽ có cái phần wifi ở đây thôi. Đây là cái phần tên wifi mặc định mà ban đầu em tạo này, wifi khách này. Đó. Còn để tạo thêm các cái wifi, tên wifi nữa, ở đây có thể tạo tối đa 8 tên wifi, thì chúng ta cũng có thể thêm ở đây thêm tên wifi, wifi ví dụ wifi tầng tầng 3 đi chẳng hạn, băng tần bao nhiêu, chọn một dải băng tần hoặc hai dải băng tần, đặt mật khẩu 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi chọn VLAN cho nó, rồi chọn các tùy chọn bên dưới này, rồi chúng ta một số cái tùy chọn này, rồi và lưu lại thôi, là chúng ta sẽ có thêm một cái tên wifi nữa để chúng ta sử dụng, wifi tầng 3 đúng không. Rồi tắt cái này đi để xem nó có tên chưa. Đây nó có một cái tên wifi tầng 3 này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó là chúng ta có thêm cái tên wifi chúng ta dùng. Cái tính năng DHCP snooping thì cái này phải cấu hình ở trên con switch. Đó. Không biết về phần hướng dẫn cài đặt wifi này thì cái phần tạo thêm tên đó thì còn ngoài cái phần tạo thêm wifi rồi chia VLAN ra như vậy thì nó còn cái mục nào nữa mà anh cần cần hướng dẫn không ạ? Anh Hưng ơi. Anh Hưng ơi. Cái Nói phần mạng wifi nữa. alo Dạ vâng. nghe thấy chưa? Dạ vâng em nghe thấy rồi. Thì nó còn cái phần nào nữa không anh nhỉ? Đây là một cài wifi đúng không? Đúng rồi. Đấy Nếu thì muốn cái phần em hướng dẫn qua cho các bạn cái phần mà của thiết bị wifi có cái chức năng router này, ấn nút cứng này, hoặc là cài cài tên wifi nó chạy theo theo VLAN ấy. Đây ạ, thì thêm tên wifi ví dụ như ở đây em vừa tạo xong đi, em tạo lại cái khác đi, VLAN ví dụ như là em tạo thêm cái VLAN nữa đi nhé. Đây tạo muốn tạo theo VLAN thì ấn vào cái phần này, gateway này, thông tin cơ bản này, cái phần LAN này. Đó ở đây có cái phần thông tin của cài đặt các cái giải mạng, cái LAN thì tạo thêm cái VLAN thì tạo thêm ở đây 192.168.20 nhé, chấm 1. Rồi VLAN 20 chẳng hạn. Rồi ấn OK lại nữa là xong. Là chúng ta đã có một cái VLAN 20 rồi này. Rồi để chúng ta tạo ra một cái mạng Wi-Fi dùng VLAN 20 á, thì cái phần danh sách Wi-Fi này và thêm một cái tên Wi-Fi nữa thôi. Wi-Fi VLAN 20, tên nó là VLAN 20 luôn đi. Rồi. Chọn băng tần. Băng tần 5 hoặc băng tần 2.4, rồi mật khẩu, đặt mật khẩu
A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 nhé. Rồi. Sau đó thì cái phần là VLAN này. Mặc định thì nó sẽ là để cho mình là cái VLAN mặc định là cái VLAN 110 á. Còn ở đây chúng ta vừa tạo thêm cái VLAN 20. Chúng ta sẽ chọn cái phần VLAN 20 này. Rồi chúng ta OK. Đó. Như vậy thôi là chúng ta có cái mạng là Wi-Fi VLAN cho cái phần VLAN 20 rồi. Rồi ở đây này. Rồi kéo xuống này. Đây này. Đó, có cái mạng Wi-Fi VLAN 20 rồi. A B C D 1 2 3 4. Đó. Đó là sử dụng được rồi đấy. Cái cân bằng tải thì em nghĩ là nó chỉ quay đi quay lại ở cái phần phần VLAN này, rồi phần kiểm soát luồng, quản lý ứng dụng này, cái phần chặn ứng dụng đó. Cái phần này tính năng là mọi người cũng lưu ý là bên Bluezi đang hỗ trợ miễn phí đó. Chặn ứng dụng thì chúng ta cũng vào đây, chúng ta sẽ chọn cái giải IP rồi chúng ta sẽ chặn thôi, rồi chặn web cũng như vậy. Rồi cái phần xác thực Wi-Fi marketing đó, rồi cái phần chẩn đoán để chúng ta khoanh vùng xử lý sự cố đó, rồi đó Wi-Fi thì chúng ta có cái phần tạo thêm cái danh sách Wi-Fi thôi được. Mấy cái đó là mấy cái này là mấy cái hay dùng, tần số vô tuyến. Cái phần này em cũng nói qua luôn, cái phần wifi á, khi mà nhiều khi mà chúng ta triển khai chúng ta lắp cho khách nhưng mà cái tốc độ nó không đạt, ví dụ như là khách đăng ký một cái đường mạng nó khoảng 500 m nhưng mà cái tốc độ wifi nó đâu đấy nó chỉ đạt được 90 100 m thôi, nó không đạt được như cái gói băng thông gói mạng mà khách đăng ký ấy. Thì chúng ta cũng có thể vào đây chúng ta kiểm tra cái phần kênh này thì thông thường là bởi vì là cái kênh 2.4 này nó khá là nhiễu, nhưng mà do là chúng ta khách để cái kênh băng độ rộng kênh 2.4 nó sẽ không đạt được cái tốc độ, thì chúng ta cũng có thể cân nhắc chúng ta chuyển lên, chúng ta bật cái độ kênh là 40. Thì khi mà tăng độ dòng kênh này lên thì nó cũng sẽ tăng được cái tốc độ truy cập lên, nhưng mà nó đồng thời nó cũng sẽ tăng nhiễu, thì cái phần này chúng ta cũng cân nhắc để chúng ta bật lên cho khách. Còn cái băng tần 5G này thì chúng ta cũng có thể chọn cái độ rộng là 40 hoặc là 80. Thì băng tần 5G này cái kênh ấy, số lượng kênh nó nhiều hơn cho nên là cái phần tỷ lệ nhiễu nó cũng thấp hơn, cho nên là với một cái nữa cái tốc độ của cái băng tần 5G nó sẽ cao hơn so với tốc độ wifi băng tần 2.4, nhưng mà cái độ xa đó, độ phát wifi xa từ khoảng cái vùng bao phủ ấy với lại cái gọi là cái phần xuyên tường ấy, hay là xuyên xuyên tường ấy, thì cái băng tần 2.4 nó tốt hơn đó. Thì chúng ta cũng có cái phần kiến thức để chúng ta khi mà cài đặt wifi mà biết làm sao cái băng tần nào nó đang không tốt, nó không, tốc độ nó không đạt, thì chúng ta có cái đây, chúng ta có thể cân nhắc là bật cái 40 MHz của băng tần 2.4 này lên là được. Và cái độ rộng này của băng tần 5G chúng ta cũng có thể cân nhắc bật 40 hoặc là 80 thì tốc độ nó sẽ cải thiện hơn, nhưng mà nó cũng sẽ nhiễu. Đó, phần về phần wifi. Cái phần DDNS. Phần DDNS là để cài đặt được cái phần DDNS nó là cái tên miền á. Thì ở đây mọi người vào trong cái phần vào lại cái phần Bluezi Cloud này ở trên web này. Chúng ta chọn cái con gateway này, chúng ta ấn vào cái số series này. Vào phần cấu hình.
kéo xuống một chút ở đây. Ở đây nhà em đang cài cái tên miền là nhanantoan.re.dns, thì nó cập nhật cái IP này 117.6.8.78.203 ping.eu. Nó chính là địa chỉ one đấy luôn, địa chỉ public nó luôn. Thì cái phần này nó cũng đơn giản lắm, nó mình chỉ cần bật lên thôi. Cái phần này mặc định nó sẽ tắt đi như vậy và chúng ta chỉ cần bật này lên, rồi điền cái tên miền khác, tên miền vào đây, ví dụ là tên miền test chẳng hạn, và chúng ta lưu lại ít hơn 10 ký tự tên miền đó. Sau đó thì chúng ta sẽ ping này. Mọi người thử ping nghe đến cái tên miền này, ping tên miền chấm re.dns chấm com. Đó là lập tức nó ping đến cái địa chỉ IP này, là IP của công ty em ạ. Thì tức là cái này là nó đang cập nhật cái tên miền này, nó đang cập nhật theo cái IP này rồi. Em xin lỗi một chút ạ, để em nghe máy. Mọi người xem có cái phần nào còn chưa hiểu, có cái phần mà vừa nãy em nói thì mọi người có thể nghĩ rồi đặt câu hỏi ạ. Vâng, cái phần vừa rồi mình có các cái phần mà vừa rồi mình có vấn đề gì không ạ? Cái phần tên miền này. Ở đây em thấy là cái phần tiếp theo là cách sử dụng cloud, gì có tính năng trên cloud. Để mà nói cái phần tính năng ở Ruzy Cloud thì nó cũng khá là nhiều, mà để nói được hết các cái nội dung của Cloud Ruzy thì chắc là trong buổi sáng nay thì em sẽ không thể kịp nói được, mà em sẽ nói qua thôi. Dạ. Em chỉ qua các bạn cách Cloud nữa để tạo wifi này. Dạ dạ Kiểm tra về lỗi mạng không mạng ngăn DHCP số ping này, có thể login ừ. IP nội bộ từ xa Login qua cloud. thực ra là bởi vì là cái hệ thống mạng của em ở đây đang là nó có một con router bên trên á, nếu như mà tạo ra một cái login để truy cập vào thiết bị bên trong nội bộ cũng được, nhưng mà nó sẽ phải mở tên miền, mở dashboard ở con bên trên đó. Còn thực ra nó chỉ nó khi mà anh quay PPPoE rồi thì nó chỉ tạo cái tunnel rồi nó sẽ truy cập vào luôn thôi. Thì cái đấy thì em nghĩ là vào cụ thể trường hợp đấy thì anh nhắn em để em vào em hỗ trợ cho.
còn ở trong cái vali này của em hiện tại sẽ không không làm được, bởi vì có một con bên trên á là em phải nát bọt nữa cơ. Ok. Vâng. Cái phần hình như anh thấy là cái phần mà lock in IP nội bộ hình như là dùng trên máy tính đúng không? À, dùng trên điện thoại anh thấy chưa nhìn cái mục đấy để đăng vào 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 đấy. Thực ra là mục login nội bộ là nó sẽ tạo cho mình một cái tunnel, thì anh sẽ dùng cái địa chỉ đấy, anh copy cái địa chỉ đấy, rồi anh ở trên điện thoại thì anh sẽ mở Google lên rồi anh sẽ truy cập vào. Còn ví dụ như là cam ấy, cam hay là đầu ghi ấy, thì em nghĩ là phải dùng máy tính, dùng cái trình duyệt IE đã. Đây anh thấy có tính năng đấy thì chỉ mở trên điện thoại ra, cái phần công cụ ấy thì có hiện lên không? Anh ở trên cái phần đăng nhập tài khoản trên trên máy tính thì chưa tìm ra, em chưa tìm ra là mục nào. Cái phần truy cập nội bộ Có con request e-web này tunnel là này, đây nó là trong cái phần tunnel này. Đây cái phần là custom đi, e-web này hoặc custom. Cái phần custom này mình sẽ tùy chỉnh được bọt luôn, ví dụ ở trong cái hệ trong trong hệ thống mạng có cái đầu ghi nó giải là 192.168.20.250 đi, ví dụ vậy. Cái port nó là port 80 85. Đây thì anh ấn vào đây anh tạo cái tunnel đây ạ. Sau khi mà tạo tunnel xong rồi, bởi vì nó sẽ không không link đến cái trang web, không link đến cái này đâu, mà mình sẽ phải dụng như thế này này. Mình copy cái này này, Ctrl đó C này. là HTTP đây này, xong đó thì cho cái port đằng sau của nó vào nữa. Cho cái port này này. Đó, mình đã truy cập cái kiểu này này. Đó. Trong cái này em lấy ví dụ, bây giờ đang không mở port nên nó không truy cập được đâu. không dưới là chỉ Vâng. cho cái chỗ để vào. Anh hỏi chút nhá, cái mục Dạ. mà tần số Zalo ấy của Vâng ạ. 2G và 5G ấy Dạ thì mình vâng ạ. có nên 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 điều chỉnh không, nó có tác dụng gì không hay là mình để mặc định auto thôi? Tần số cái phần này em, bởi vì là thông thường ấy, là em thấy trước có một số dự án em hỗ trợ là cái băng tần 2.4 này thì để 20 này, còn cái băng tần 5G này để 40 này, thì cái tốc độ nó không đạt. Thì lúc mà chỉnh lên 40 này và chỉnh này lên 80 này tốc độ nó đạt, nhưng mà sẽ bù lại một cái là nó sẽ nhiễu. Nhiễu thì có thể là trong cái khu vực cái nhà khách em hỗ trợ đó là họ, chứ là họ độc lập ấy, thì cái họ chỉ có cái wifi mà hệ thống Bluetooth gì để phát ra thôi, thì để như vậy thì cũng không sợ. Còn thì Mình nó để như vậy thì nó tốc độ nó sẽ đạt. nghe là mình để cao nhất là sẽ là hiệu năng tốt nhất đúng Ừ. không? Thế còn trong hợp để cố định này, trong hợp là ở xung quanh đấy nó có cùng cái thiết bị như thế Đúng thì rồi vẫn thì nó sẽ nhiễu. Đúng rồi thì nó sẽ nhiễu. Nhiễu thì tốc độ nó sẽ lại không đạt nữa. cái hồi Cái trước độ như rộng. Đó. như cái số này ấy, mà dùng cái như bắn sóng ấy thì chỉnh ấy nó có tương đương với nhau không, giống như là tần số bắn sóng nó có Cái cùng. thiết bị bắn sóng đấy là nó bắn bằng băng tần 5G. Băng tần 5G thì nó không sợ, nó có nhiều kênh lắm, anh chỉnh kênh là nó không nhiễu lắm mà. Cái băng tần 5G thì mình không sợ nhiễu, chỉ sợ nhiễu cái băng tần 2.4 này thôi. Với lại cái băng tần, cái bộ bắn điểm đấy thì tốc độ nó cũng lớn mà nó không sợ đâu. Cái phần tốc độ này này là chủ yếu là do, một là do cái dây, cái cổng cắm vào cái dây á, thì đây này em quay lại con gateway em lấy ví dụ nhé. Đây là cái cổng này, ở Ruzi có một cái là mình theo dõi được cái tốc độ của cái cổng này luôn. Thế cổng ở đây nó ghi là 1.000 đúng không, thì tốc độ chắc chắn nó sẽ đạt được là dưới 1.000. Còn nếu như mà tốc độ ở đây mà nó ghi là 100 này thì anh có cố gắng đến mấy thì nó cũng chỉ được tối đa là 100 thôi, nếu như mà cổng này cắm wifi. Em lấy ví dụ như vậy nhé, cái phần này mình hình dung được ra không ạ? Thế còn những cái trường hợp mà như con 210G, anh thấy có một cái dự án
minh đệ của anh cái hiện tại nó có cổng ra có người mê thì không biết là nguyên nhân nó Do là dây, anh bấm lại dây là được mà. Nhiều khách bên em cũng bị như vậy. Bấm lại dây nó lên lại 1.000 anh. mà hiện tại anh thấy báo là anh vào có cổng 10 mê, cổng 100 mê, có cổng 1.000, không biết là nguyên nhân Rồi. Cái là do cổng của con 210 là cổng 1.000. Và như vậy thì thường thì các thiết bị bây giờ nó toàn tối thiểu chắc cũng hỗ trợ đến 100 rồi. Thì anh kiểm tra lại dây thôi ạ. Đó cũng là một cái nguyên nhân để cho cái tốc độ wifi nó không đạt. Bởi vì cái cổng vật lý của mình đang làm 10 mê rồi thì làm sao mà mình có thể quá được 10 mê đúng đúng rồi, hiện tại đây không ạ? nghe báo có một cổng là 10 mê, Vâng, tại đây đúng còn rồi. lại thì các cổng khác thì 100 mê thì em nghĩ là những cái thiết bị hoặc là ra cái đầu 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 wifi thường thì nó không thể lên được 1.000 được, Vâng. có hai cổng còn lại thì đấy anh thấy hơi ngạc nhiên là tại sao cũng thấp vậy. 10 mê đấy thì mình kiểm tra lại dây thôi. Chủ yếu là do dây. Dây hoặc là đầu rắc, rắc mạng họ bấm. Trước là khách của em hỗ trợ là cũng bấm lại dây là ok luôn mà. Tiếp theo là cái phần Ruzy Cloud đi, em sẽ nói qua các cái phần tính năng ở trong cloud. Cái phần giao diện này, đây chính là cái phần giao diện tổng giao diện tổng quan của cái ứng dụng của cái phần cloud khi mà chúng ta gắn các thiết bị lên. Thì cái thanh bên trên này mọi người thấy này, nó sẽ cho chúng ta một số các cái cấu hình mẫu để cấu hình nhanh, ví dụ như là ở trong này nó cũng có một cái mục wifi khách luôn. Thì để cấu hình cái mục wifi khách này nó dễ lắm, là ở đây em tắt cái wifi khách này đi nhé, vừa nãy mình cấu hình wifi khách rồi. Đây là cái phần kiểm soát luồng này. Đó. Đây là mình cấu hình vừa nãy là mình cấu hình kiểm soát luồng tốc độ uplink và downlink là 100 á. Thì là 100 100 ở đây này. Rồi wifi khách này. Cái phần wifi khách này để bật lên thì nó bật theo hướng dẫn thôi. Đúng là mình không đây. Đây, đặt tên wifi này, đặt mật khẩu này. Đặt mật khẩu này. Mình chọn băng tần này. Đó. Rồi đây là chọn cái giải giải VLAN á, thì mình có thể thay đổi cái giải VLAN ở đây. Cái giải này là giải mặc định mà Bluezy tạo cho chúng ta. Còn mình ví dụ mình muốn tạo thành lại cái giải mình vừa mới có cái giải 20 rồi. 20.1 này. Bởi vì cái phần giao diện của Ruzy Cloud trên app này này là mục đích là muốn hướng tới là cho kỹ thuật hoặc là thậm chí là người dùng cuối cũng có thể sử dụng được, cho nên là cái phần này nó đơn giản lắm. Cấu hình này mình chỉ cần ấn một vài cái kích kích này là xong rồi. Đó. Đó. Rồi còn lại là tự hệ thống sẽ làm cho chúng ta không phải làm gì nữa. Nếu mà chờ cho cái hệ thống này cấu hình xong, đổ xong cấu hình xuống tất cả các thiết bị là xong. Đó, như vậy là có cái mạng wifi guest để dùng rồi đấy ạ.
cái mạng wifi tên là guest này để sử dụng này. Đó. Đó. Rồi kéo sang ngang này, mọi người thấy ở đây có chữ văn phòng đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chúng ta ấn vào cái cài đặt này. Và chọn sang cái phần khách sạn đi. Lưu lại. Thì mọi người thấy cái phần giao diện này nó thay đổi chứ. Và ở trên cái phần này nó cũng sẽ có một số cái template cấu hình khác nữa. Nó sẽ thay đổi. Thì tùy vào cái bối cảnh thì chúng ta bối cảnh dự án chúng ta chọn cái phần dự án loại dự án này để cho chúng ta có một cái template để cấu hình khác nhau để cho thuận tiện nhất. Đó. Ở bên dưới này là nó cái phần cảnh báo này. Thì ở đây nó sẽ có tất cả các thông báo ví dụ như là thiết bị ngoại tuyến hoặc là xung đột IP hoặc là bất cứ vấn đề gì liên quan đến dự án mà có thay đổi thì nó sẽ báo lên đây. Nó không phải thay đổi cấu hình đâu mà nó sẽ báo lỗi thôi. Chủ yếu là lỗi thôi. Ở dưới này là một cái sơ đồ mạng này. Và nếu như mà hệ thống của chúng ta có cắm camera vào đây ạ thì nó cũng sẽ tự động phát hiện camera chúng ta. Nhưng ở đây thì em đã không cắm camera. Đó. Thì với con suýt ES200 series ạ nó sẽ tự động phát hiện camera chúng ta. Và nó sẽ nhận biết được luôn là con cam này nó cắm ở cổng nào. Rồi cái phần bên dưới này nó sẽ phân tích là số kênh IP bị nhiễu thôi. Rồi nó phân tích là có bao nhiêu người dùng. Thì đối với các cái dự án mạng ví dụ như là quán cà phê chẳng hạn á thì có những thời điểm mà có rất là nhiều người họ truy cập vào cái lượng băng thông này, cái phần ở bên dưới này nó sẽ thống kê cái băng thông mà khách hàng sử dụng thì chúng ta sẽ biết được cái băng thông thời giờ cao điểm này và tại cái giờ cao điểm đấy nó có bao nhiêu thiết bị sử dụng mạng thì để từ đó là chúng ta có thể có cái phương án xử lý. Ví dụ trong cái giờ cao điểm đấy mà khách phản hồi là hệ thống mạng bị chậm thì chúng ta nhìn vào đây để xem là đây cái giờ tại cái giờ cao điểm đấy cái băng thông mạng mà khách hàng sử dụng nó có vượt quá với lại cái băng thông quán mạng cái đường truyền mạng đăng ký với các bên Việt bên nhà mạng hay không thì chúng ta có phương án để chúng ta xử lý. Hoặc là cái phần tại cái giờ cao điểm ấy có quá nhiều sử dụng người sử dụng ví dụ cái con router của chúng ta chỉ hỗ trợ khoảng con router này hỗ trợ 100 user thôi nhưng mà tại thời điểm đấy nó khoảng lên đến 120 150 200 user thì chúng ta biết là do năng lực của cái thiết bị này nó không đủ thì chúng ta có phương án là nâng cấp thiết bị lên. Đó. Rồi cái phần bộ công cụ này quản lý wifi thì nó sẽ là cho chúng ta biết là trong cái hệ thống mạng chúng ta đang cài bao nhiêu tên wifi. Ở đây đang có 4 tên nữa. Đó. Rồi chúng ta vào chúng ta kiểm tra thôi. Rồi chúng ta cũng có thể cấu hình lại cái tên wifi này. Cấu hình lại mật khẩu này. Rồi cấu hình lại VLAN. Đó. Ví dụ đây chúng ta cũng muốn cái wifi này phải có mật khẩu thì chúng ta điền cái mật khẩu này vào đây. Rồi giám sát này nó cũng tương tự thôi, giám sát hệ thống mạng nó không có gì cả. Tối ưu hóa là cái phần nếu như chúng cái hệ thống mạng của chúng ta cái về riêng về wifi chúng ta sẽ phải quy hoạch lại, quy hoạch các cái kênh, đặc biệt là cái băng tần 2.4 chúng ta phải quy hoạch sao cho nó bởi vì cái băng tần cái 2.4 nó rất là ít kênh và nó sẽ rất dễ nhiễu. Thì nếu như chúng ta không quy hoạch tốt thì nó sẽ cái trải nghiệm mạng nó sẽ không tốt. Thì chúng ta cũng có thể tham khảo cái công cụ này cho ấn vào cái phần tối ưu hóa wifi thì tự động cái hệ thống mạng sẽ quét toàn bộ không gian xung quanh cái thiết bị access point phủ sóng và từ đó nó tự động điều chỉnh lại kênh, điều chỉnh lại công suất phát làm sao cho cái hệ thống mạng nó cái trải nghiệm mạng nó được tốt nhất, nó giảm ít nhiễu nhất và công suất nó được lớn nhất. Đó. Thêm thiết bị thì cái phần tính năng này thường là sẽ cho các cái thiết bị rugi hơn bởi vì rugi nó sẽ không thể nó không tự thêm thiết bị vào trong dự án đâu, nó không có thiết bị quản lý, nó không có SON cho nên là đối với các thiết bị rugi chúng ta ấn vào thêm thiết bị này, còn các cái thiết bị re á chúng ta chỉ cần mang thiết bị cấu hình trắng đến chúng ta cắm vào là nó sẽ tự động nhận được cấu hình. Nó có một cái hay á là đối với hệ thống mạng của re khi mà mọi người cho em một chút để em đóng cửa.
Đối với hệ thống mạng Ruby nó sẽ có một cái là khi anh đóng cửa của em ồn đối với hệ thống mạng Ruby nó có một cái là khi mà chúng ta triển khai hệ thống mạng xong cho khách mà khách có muốn nhu cầu mà muốn mở rộng thêm hệ thống mạng, muốn cắm thêm access point chẳng hạn, thì chúng ta đối với các thiết bị khác thì chúng ta phải mang con access point đến cấu hình lại đúng không? Còn đối với Ruby này chúng ta chỉ có một cái đường dây này cắm vào trong cái con access point, tự động nó sẽ đồng bộ cấu hình, chúng ta không phải làm gì cả, nó sẽ có cấu hình của tất cả thiết bị trước để lại. Đó. Chúng ta chỉ mang đến chúng ta lắp lên thôi là chúng ta sử dụng được luôn. Đó. Thì đó là một cái hay, và chỉ cần thiết bị nó là ở cấu hình trắng nhé, tức là mặc định là cấu hình mặc định ở nhà sản xuất đấy. Còn nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta có lỡ cấu hình rồi hay là nó có cấu hình rồi, chúng ta ấn nút reset đi là nó sẽ tự động có cấu hình của các thiết bị trước này, tự động thêm vào trong cái dự án này của chúng ta luôn, và chúng ta quản lý trên cloud luôn, chúng ta không phải lại cấu hình rồi mà chỉ cần mang đến một cắm thôi. Chẩn đoán, cái công cụ chẩn đoán này cũng tương tự như ở trên cái phần chẩn đoán ở trên web rồi, nó sẽ kiểm tra kết nối này, từ thiết bị đầu cuối máy tính điện thoại đến thiết bị phát wifi, rồi kiểm tra từ thiết bị wifi đến con router, rồi từ con router đến internet, đó kiểm tra từng khâu một xem nó có vấn đề gì không, thì từ đó thì chúng ta cũng sẽ có phương án chúng ta khoanh vùng để chúng ta kiểm tra. Đó. Cập nhật thì chúng ta cập nhật firmware đấy, nếu như có thiết bị nào mà nó chưa phải là firmware mới, chúng ta ấn vào phần cập nhật này, chúng ta ấn cập nhật lên thôi, tự động nó sẽ cập nhật online luôn. Đó. Chia sẻ dự án thì chúng ta có hai cái phần chia sẻ, thứ nhất chia sẻ đọc và ghi, và chia sẻ chỉ đọc. Thì ở đây em sẽ chia sẻ quyền cả đọc và ghi nhé. Cả đọc và ghi thì nó sẽ cho chúng ta quyền vừa kiểm tra cấu hình vừa cấu hình luôn, còn quyền chỉ đọc và quyền chỉ kiểm tra cấu hình thôi. Cho nên là nếu như một khách hàng họ chúng ta bàn giao cái dự án này cho khách rồi, và bây giờ chúng ta khách muốn chúng khách báo là hệ thống mạng chập chờn chẳng hạn, chúng ta nhờ khách bàn chia sẻ lại dự án này cho chúng ta, thì chia sẻ nó cũng đơn giản lắm. Chúng ta chọn vào này, chọn quyền đọc ghi này, ấn sao chép ok, và sau khi sao chép xong thì nó sẽ ra một cái đoạn text ấy. Nó sẽ ra cái đoạn text như vậy, và việc của chúng ta là copy cái đoạn text này từ này cái đoạn text này này, rồi mở cái ứng dụng Bluezi Cloud của chúng ta lên. Em sẽ đăng đăng nhập vào cái tài khoản khác. Em sẽ đăng nhập vào cái tài khoản khác của em này. Khoản em không là gì cơ? Mọi người chờ em chút để em check lại cái mật khẩu tài khoản của em. À đây. Em đăng nhập vào cái tài khoản của em. Đó, sau khi đăng nhập xong này, đó là nhận dự án chia sẻ thôi. Rồi vào cái phần dự án chia sẻ này, nó chính là cái dự án Vali này. Đó. Rồi chúng ta sẽ vào chúng ta kiểm tra như bình thường, kiểm tra rồi cấu hình như bình thường.
Đó, đó là cái phần tính năng chia sẻ. Rồi. Rồi để em đã đăng nhập lại cái phần tài khoản trước. Rồi. Tiếp theo là cái phần khôi phục. Khôi phục này là nó sẽ default lại, nó xóa toàn bộ cái cấu hình đi nhé. Thì để mà khôi phục này á, thì chúng ta sẽ phải kết nối với cái sóng wifi mà hệ thống phát ra. Đây là chúng ta kết nối với sóng wifi hệ thống phát ra rồi này. Sau đó thì chúng ta sẽ phải truy cập lại bằng cái chỗ tại chỗ này, cái mốt tại chỗ này. Đó. Và nhập mật khẩu vào, mật khẩu này chính là cái mật khẩu quản lý vừa nãy mình có tạo từ đầu dự án á, ABCD 1 2 3 4. Một ta. Chờ chút. Để tắt đi bật lại thì. Đúng rồi. Kết nối vào wifi này. Đây. Đó, chúng ta vào cái mốt tại chỗ rồi này, rồi chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng khôi phục. Khi mà khôi phục này nó sẽ xóa toàn bộ cấu hình của tất cả thiết bị trong hệ thống mạng đi. Và lúc đó chúng ta sẽ cấu hình lại. Đó. Chúng ta quay vào lại mode cloud đi. Đó, chúng ta có hai mode nhé, có một số cái tính năng, một số cái tính năng chúng ta sẽ phải sử dụng cái mode tại chỗ, tức là chúng ta truy cập tại chỗ bắt wifi của hệ thống phát ra thì chúng ta mới có thể cài được. Còn có một số tính năng chúng ta sẽ sử dụng cloud chúng ta cài được. Đó. Mở khẩu thiết bị. Đây mở khẩu ban đầu chúng ta có một cái khoản mở khẩu quản lý dự án á, chúng ta tạo ABCD 1 2 3 4 thì chúng ta có thể đổi cái mật khẩu quản lý thiết bị ở đây. Mật khẩu dự án ở đây. Rồi tên dự án. Tên dự án ở đây là đang là Vali này. Mọi người có thể đổi đây. Rồi xuất báo cáo. Thì sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta cũng sẽ có một cái công cụ báo cáo này để chúng ta xuất ra cái báo cáo gửi cho khách hàng. Thì khách hàng họ, mặc dù họ không phải là người trực tiếp lắp đặt, người trực tiếp mà sử dụng mã, chọn mã, nhưng mà họ bởi vì họ mua thiết bị của chúng ta cho nên họ có quyền biết được là hệ thống mạng của họ có những thiết bị gì, rồi đang được cài đặt như thế nào, đầu nối ra sao. Thì ở đây nó sẽ có xuất ra cho chúng ta một cái danh sách danh sách các thiết bị và một số thông tin cơ bản, rồi các cái cấu hình mà chúng ta đã cài đặt. Đó, thì chúng ta có thể xuất cái báo cáo này gửi cho khách là xong ạ.
Rồi ở đây thì chúng ta cũng có các cái tính năng như là chặn ứng dụng này. Chặn ứng dụng thì chúng ta ấn như là chặn Facebook, ở chặn web ở trên cloud. Cái phần là chặn ứng dụng vừa đấy em cấu hình ở trên web rồi đấy ạ. Chúng ta cũng có thể cấu hình ở trên app. Rồi cấu hình cổng WAN chúng ta quay lại PPP Web. Hoặc là DHCP. Đó. Cấu hình lại cổng WAN. Rồi kiểm soát lưu lượng. Kiểm soát lưu lượng thì nó chính là cái cấu hình tốc độ của cổng WAN ấy, thì cái này nó sẽ chia đều băng thông đấy. Rồi ngăn lúc. Ngăn lúc thì mọi người làm về CCTV thì đều biết là cái hiện tượng lúc ấy là hiện tượng mà chúng ta cắm vòng tròn ấy. Ví dụ như chúng ta có một sợi dây mạng thôi, thì chúng ta cắm hai đầu sợi dây mạng ấy vào một con switch thì nó cũng sẽ gây ra hiện tượng lúc. Và hiện tượng lúc đó nó sẽ làm sập toàn bộ hệ thống mạng. Thì đó nó rất là nguy hiểm, đặc biệt là đối với khách hàng mà là người dùng cuối, mà ví dụ như là họ không biết họ muốn cắm mạng và họ sử dụng, nhưng mà họ cắm nhầm vào một cái đầu dây, hai đầu dây của một dây mạng vào trong hệ thống switch chẳng hạn, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng lúc. Thì đó nó sẽ rất là nguy hiểm mà nó cũng sẽ làm hệ thống mạng sập luôn. Thì đối với cái hệ thống của Re á, chúng ta chỉ cần gắn thiết bị lên cloud là tất cả các switch của Re đều được bật cái tính năng chống lúc này lên rồi, thì mọi người không cần quá phải lo lắng về cái hiện tượng là trong quá trình sử dụng mà khách hàng có cắm nhầm dây và nó xảy ra hiện tượng lúc. Rồi. Truy cập mạng nội bộ thì nó cũng như vừa nãy rồi, mọi người có thể điền cái IP của cái đầu ghi chẳng đấy, đầu ghi vào đây để chúng ta tạo ra một cái tunnel chúng ta truy cập vào, hoặc ở trên web á, chúng ta có thể tùy chỉnh được cái port luôn. Bởi vì thông thường chúng ta không cài đầu ghi á, thì chúng ta không để port mặc định mà chúng ta đổi các cái port, ví dụ 80 thành 8182, 8000 thành 8005, 8080 thì ở trên trên web thì chúng ta đổi cái port đấy, tùy chỉnh đổi cái port đó thì chúng ta mở cái tunnel cái đúng port thì chúng ta mới truy cập được vào đầu ghi. Cái radio thì nó là cài cái băng tần 2.4 với 5G thôi, nó không có gì cả. Đó. Cái đồ rộng kênh này. Đó là phần Luigi Cloud. Rồi. Còn một cái yêu cầu cuối nữa mà hôm qua anh Hưng có gửi cho em là cái phần là tư vấn giải pháp hệ thống mạng cho trên 500 user trở lên. Trên 500 user thì hiện tại cái danh mất mất kết nối. Mọi người chờ chút để em lấy cái slide ra. Dạ. Dạ. Cái slide cho anh xin bản được không? Slide à? Cái nội dung mà em vừa nói thì nó không có slide. Cũng dẫn sơ qua cái mục này thôi em ạ. Cái mục sản phẩm cho hệ thống mạng hạ tầng ấy. Thì chắc là có gì đấy anh sẽ liên hệ riêng. Vâng. Liên Em nói qua thôi nhé. hệ riêng cho sơ qua. Vâng. Còn cái hệ thống mạng mình cho 500 user ấy, thì trên 500 user thì hiện tại Ruzi nó sẽ có các cái dòng sản phẩm là con router hỗ trợ 1.000 user. 1.000 user này. Còn bạn cái con
Để em lấy cái bút này. Đây cái con 3230 này là con 1000 user, và con 3250 này con 2000 user. Thì để mà có một cái hệ thống mạng chạy được khoảng 500 user trở lên mà ổn định á, thì thứ nhất là chúng ta phải có con router nó hỗ trợ cái số lượng user như vậy đã. Thì cái con router đây, con 3230 là con 1000 user, và con 3250 là con 2000 user, thì cái đoạn này sẽ ok. Tiếp theo đó thì bởi vì hệ thống mạng nó lớn như vậy cho nên là chúng ta cần một con core switch để nó giúp tăng tốc độ truyền mạch cho chúng ta, để làm cho hệ thống mạng của nó nhanh hơn. Thì core switch chúng ta sẽ phải sử dụng đến một con switch layer 3, thì chúng ta tham khảo với con S5760 này cũng được, chúng ta làm core switch. Rồi từ core switch này chúng ta cắm xuống các switch offset, thì chúng ta tham khảo dòng switch VE cũng được. Switch offset thì chúng ta cắm chủ yếu là cho các thiết bị đầu cuối thôi. Thì cái dòng chúng ta có thể dùng dòng 3WS 3100, 3200 hoặc là dòng ES200, rồi cắm xuống các cái access point bên dưới này, camera bên dưới, như vậy là được. Đó. Mình nhìn chung thì cái sản phẩm chúng ta chọn là như vậy. Cái yêu cầu hôm qua anh gửi em là em đi một lượt rồi đó, thì không biết là mình bên mình còn có vấn đề gì nữa không ạ? Ok, cảm ơn anh nhé. Dạ. Tạm thời thứ tư được như vậy đó, còn đâu là anh sẽ có trao đổi riêng lại với em sau. Dạ Cái vâng. này cho các bạn đi thực hành như này, kiểm tra test sau vậy. Dạ vâng ạ. Mình cũng chưa rồi, anh em nghỉ chưa Dạ thôi vâng. nhá. Vâng, dạ vâng. Em cho anh ạ. Dạ vâng. Còn thế em sẽ đóng zoom ở đây. Vâng, chào mọi người ạ. Anh dừng ơi, anh dừng ơi. Anh dừng ơi. Đây, anh khách vừa có phản hồi em là cái phần tên miền nó không tự động cập nhật IP á, của cái DNS của cả Ruzy và Re á. À. Thì không biết là anh có gặp khách nào báo thế chưa? Chưa em. Chắc là có mỗi khách Cái này. cập nhật tên miền á là nó sẽ cập nhật Vâng. thông qua cloud. Vâng. Khi mà cái tên miền cái IP public mà nó thay đổi ấy, thì Vâng. trên cloud nó sẽ nhận IP mới và chắc chắn tên miền sẽ cập nhật, hoặc là nó chưa chưa Vâng. chưa kịp cập nhật, hoặc là cái con gateway nó không online thì tên miền sẽ không cập nhật được. Vâng. À. Vâng. Với lại cái hệ thống mà kiểu 500 user anh, thì cái con core switch em dùng con 5200 như không được đúng không ạ? Bởi vì 500 user có à, switch 5 NBS khoảng 5200 á. ví dụ như em muốn dùng con 3230 mà dùng con core switch là 5200 như đâu không được đúng Nếu mà hệ thống như vậy thì tối thiểu phải dùng S5 5300 dòng của Ruzy á. không? Vâng. Bởi vì cái phần chuyển mạch ấy, em thấy là kiểu nhất là cái phần chuyển mạch, nếu như mà cái con NBS 5200 nó không có. Để Cái em phần năm gọi cái con NBS ấy, là nó vâng cái tính năng ấy nó vừa đủ dùng thôi, nó sẽ cắt rất là nhiều tính năng, nó không có đầy đủ giống như là con switch vâng S5300 của Ruzy đâu. Thế nên là với cái dự án mà 500 user ấy, thì em nên cân nhắc dùng cái con tối thiểu con S5300 của Ruzy. Còn access switch thì em có thể vâng dùng NBS 3100, 3200 ok hết. vâng là bởi vì là cái phần chuyển mạch ấy, là nếu như mà dùng switch ấy, thì nó sẽ con switch nó có tự định tuyến luôn ở trong cái ở cái phần con switch ấy, tự cấp DHCP thì nó mới chuyển mạch tốt đúng không? Còn đâu là nếu như mà để chia VLAN ở trên con router thì bản chất vẫn là con router nó chuyển mạch đúng không?
Đúng rồi, con router Yeah. sẽ làm hết tất cả mọi việc và lúc đấy con switch nó chỉ đóng vai trò là một con access switch thôi. Còn nó muốn nó chuyển mạch là phải nó cấp IP rồi nó định tuyến không luôn. chuyển mạch thì con switch nào cũng là chuyển mạch rồi, nhưng mà để cho nó giảm tải tất cả mọi việc từ con router đúng không? Bình thường là các dự án hầu hết là mọi người hay kiểu là mua một con router để cho nó làm hết tất cả mọi việc, nhưng mà gặp phải những cái dự án lớn ấy, thì con router nó không thể handle được, nó không thể mà chịu tải cho toàn bộ hệ thống được đó. Thế nên là mới sinh ra con fit layer 3. Thì con fit layer 3 sẽ làm gì? Sẽ chịu tải cái phần mạng nội bộ. Vâng, đúng rồi. Còn con router thì lúc đấy em dùng để kết nối ISP, dùng để định tuyến, dùng để mở cổng dịch vụ, dùng để kiểm soát mấy cái liên quan đến ứng dụng các thứ. Vâng. Vâng, ok anh. Em hiểu rồi. Thank you anh. Ok. Thế em đủ KPI quý này rồi nhé. À, ok. Ok, bye bye. Vậy đâu rồi.